Chào mừng các bạn đến với bản tin Arsenal vào mỗi sáng hàng ngày. Tại đây chúng tôi luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn những tin tức về pháo thủ một cách chân thực và nhanh chóng nhất. Hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể đồng hành cùng nhau. Đó sẽ là niềm động lực to lớn với toàn bộ ekip. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Còn bây giờ, hãy cùng bắt đầu ngay nhé. Arsenal tái đấu Benfica trong khuôn khổ vòng 1/16 Europa League vào rạng sáng nay. Huấn luyện viên Mikel Arteta tiếp tục giữ bộ ba ở Emerick Aubameyang, Matthew Odegaard, Bukayo Saka trên hàng công. Nicolas Pepe nhường chỗ cho Emile Smith Rowe trong đội hình xuất phát. Hiệp một diễn ra giằng co khi cả hai đội đều không thật sự tấn công sắc sảo. Cho đến phút thứ 21, Saka trong pha bóng qua trung lộ đã tạo ra đột biến bằng đường chọc khe xé toang hàng thủ đội khách. Bóng tìm đến Aubameyang trong vòng cấm Benfica, tiền đạo người Gabon lập tức bấm bóng tuyệt hảo đánh bại thủ môn Henton Leite, mở tỷ số cho pháo thủ. Phút 41, Saka nhận đường chọc khe của Dani Ceballos và dứt điểm nguy hiểm, nhưng đã rơi vào thế việt vị. Chỉ 2 phút sau, Diego Gonzalez phá vỡ bế tắc cho Benfica bằng đường cong ấn tượng từ chiếm đá phạt, biến nỗ lực bay người của Beleno trở thành vô nghĩa. Phút 50, kịch bản bàn mở tỷ số tái hiện khi Aubameyang xuất sắc bấm bóng hạ gục Leite sau đường chọc khe của Odegaard. Đáng tiếc đội trưởng pháo thủ đã bị thổi việt vị. Cầm bóng nhiều nhưng Arsenal bất ngờ thủng lưới phút 61. Xuất phát từ pha phát bóng vượt tuyến của thủ thành Leite, Ceballos đánh đầu trả bóng về cho Leno. Không may ý đồ của tiền vệ người Tây Ban Nha đã bị Rafa Silva bắt bài. Số 27 Benfica thoát xuống khôn ngoan, xử lý khéo léo loại bỏ Leno rồi đưa bóng vào khung thành trống. Chỉ vài phút sau khi góp mặt, Willian đã kiến tạo cho Kean Tierney xâm nhập vòng cấm Benfica. Hậu vệ Scotland dây rất làm Everton Suarez lơ đà, rồi tung cú sút chéo góc quyết đoán san bằng cách biệt. Khi tất cả có lẽ đang nghi về kết cục xấu với đội chủ nhà, thì cặp đôi Saka Aubameyang thêm một lần nữa tạo ra sự khác biệt. Saka đảo chân kỹ thuật ngoài rìa vòng cấm Benfica, rồi tạt bóng chuẩn xác cho Aubameyang đánh đầu cận thành, hoàn tất màn lội ngược dòng nghẹt thở. Trận đấu kịch tính khép lại với phần thắng 3-2 cùng tấm vé vào vòng 1/8 cho thầy trò Mikel Arteta. Sau một thập kỷ khoác lên mình màu áo Arsenal, giờ đây Hector Bellerin đang cân nhắc quyết định rời Emirates vào cuối mùa giải. Theo nguồn tin từ CBS Sports, được biết vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020, cựu tài năng Barcelona cũng đã từng đánh tiếng muốn đáp bến đỗ mới. Song trước sự thuyết phục của huấn luyện viên Mikel Arteta, anh đã đồng ý ở lại. Dù rất được vị thuyền trưởng đồng hương trọng dụng, song trong bối cảnh pháo thủ ngày càng bị bỏ xa trong cuộc đua cạnh tranh tấm vé dự Champions League, Bellerin không còn đủ kiên nhẫn. Thời điểm hiện tại, ngôi sao người Tây Ban Nha chỉ còn hợp đồng 2 năm tại Emirates. Và trước động thái cứng rắn của Bellerin, giới thượng tầng Arsenal buộc phải lên kế hoạch bán anh vào kỳ chuyển nhượng tiếp theo để nắm thế chủ động trên bàn đàm phán. Theo báo cáo từ Defensa Central, Real Madrid ra mức giá 80 triệu euro nếu Arsenal mong muốn mua đứt tiền vệ Matthew Odegaard. Ngôi sao người Na Uy không còn nằm trong kế hoạch phát triển của đội bóng huấn luyện viên Zinedine Zidane. Tiền vệ 22 tuổi có 7 lần ra sân tại La Liga mùa giải năm ngoái, trước khi cập bến pháo thủ thành London tháng riêng vừa qua. Odegaard có khởi đầu không quá ấn tượng tại Emirates, nhưng anh hứa hẹn là quân bài chủ lực của đội đoàn quân huấn luyện viên Mikel Arteta trong tương lai. Sau khi trải qua màu áo của các câu lạc bộ Real Sociedad, Heerenveen và Vitesse dưới dạng cho mượn, Odegaard tiếp tục đảm nhận vai trò lính đánh thuê khi anh gia nhập Arsenal ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Bạn sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai, do đó tôi luôn tập trung tất cả sự quyết tâm vào thời điểm hiện tại. Hy vọng tôi mang đến điều gì đó cho Arsenal và mọi việc sẽ xem xét ngay sau đó. Odegaard được các cổ động viên kỳ vọng cùng với những Emile Smith Rowe, Bukayo Saka mang đến cho đội nhà một lối chơi tấn công rực lửa và tràn đầy sức sống. Tuy nhiên, mức phí 80 triệu euro rõ ràng là một rào cản quá lớn đối với pháo thủ trong bối cảnh tình hình kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Cập bến Arsenal từ Atletico Madrid và kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, Thomas Partey mới có vỏn vẹn 10 lần ra sân trong màu áo mới, bởi anh phải dành phần lớn thời gian để điều trị chấn thương. Tuy nhiên, bất kỳ khi nào cầu thủ người Ghana góp mặt, khu trung tuyến Arsenal cũng trở nên vững chắc và giàu khả năng tranh chấp hơn. Chính vì thế, chia sẻ trong một buổi phỏng vấn mới đây, Naïs Saka, ngôi sao có đến 6 lần đá cặp cùng với Partey mùa này cho rằng sự xuất hiện của máy quét 27 tuổi sẽ tạo động lực lớn giúp bản thân anh lẫn hàng tiền vệ Arsenal ngày càng hoàn thiện hơn. Thật tiếc khi chúng tôi không được thi đấu nhiều cùng nhau vì cậu ấy đã dính 2 chấn thương nặng. Nhưng những trận đấu mà tôi được sắp xếp đá cùng cậu ấy, tôi cảm thấy cậu ấy thi đấu rất tốt, rất chắc chắn. Chúng tôi có mối quan hệ tuyệt vời kể cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Cậu ấy là một chàng trai dễ mến, cậu ấy giúp toàn đội từng bước cải thiện. Bởi như các bạn đã thấy, Partey là một cầu thủ rất cứng cáp và giàu kinh nghiệm. Điều này rõ ràng sẽ giúp Arsenal rất nhiều trong các trận đấu tiếp theo. Saka nói với trang chủ của Arsenal. Cảm ơn các bạn đã đón xem bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt ekip sản xuất, tôi xin chúc các bạn một ngày mới làm việc hiệu quả. Và đừng quên chúng ta có hẹn hàng ngày với nhau bạn nhé.